Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cày được phần nào, thâu hoạch được phần đó. Nhân dịp cử hành khóa thiền này, rất nhiều người không tin có một nơi nào người ta lại dụng công tu hành như vậy. Có người thì cho rằng chúng ta nói chơi, có người bảo chúng ta khùng. Nếu không, sao lại không ngủ, lại ăn ít, mỗi ngày công phu 21 tiếng đồng hồ. Không thể có chuyện đó, tuyệt đối không làm được đâu. Ở ngoài người ta phê bình như vậy, tuy nhiên đối với chúng ta, nhất định chúng ta sẽ thực hiện viên mãn, làm cho họ thất kinh một phen và phải thốt lên rằng, thật sự tu hành. Mỗi ngày mỗi dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối không thụt lùi, để cho mọi người nhận thấy chúng ta thật sự tu, còn họ thì bị bỏ lại làm kẻ lạc hậu. Chúng ta phải tiến lên trước họ để thành những người lãnh đạo của họ, đặng dẫn họ vào con đường tu hành. Muốn thành người lãnh đạo tất nhiên phải tu hành chân chính. Trong thời gian tu tập, một phút cũng không bỏ uổng, từng giờ từng khắc, từng niệm không quên niệm Phật là ai. Điều tối kỵ trong việc tu hành là sự lười biếng. Nếu quả có lười biếng thì không tới được chỗ đó. Chỗ đó là ở đâu? Là ở chỗ hết sức mầu nhiệm không thể nói ra được. Cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, như người uống nước, nóng hay lạnh, người đó tự khắc biết. Người ngoài không biết được, chỉ có thể tự mình thể hội mà thôi. Nếu có cơ hội gặp khóa thiền, ta phải tham dự cho kỳ được. Dự một lần, thâu hoạch được một lần. Không ăn có thể chịu đói, nhưng không tham gia thiền thất thì không được. Không có áo có thể chịu lạnh, nhưng không tham gia thiền thất thì không được. Bởi các chư Phật mười phương đều phải đi qua con đường ấy mới thành Phật quả. Có người sợ khổ không dám tham gia thiền thất, đó là một quan niệm sai lầm. Trong quá khứ, chúng ta chưa được gặp những khóa thiền thất như thế này, hóa cho nên chúng ta cứ sanh tử mãi trong vòng luân hồi. Nếu quà đã từng tham gia thiền thất, thì chắc chắn chúng ta không vọng tưởng, chắc chắn không điên đảo. Đối với ngũ dục, tài sắc, danh thực, thùy, tuyệt đối không tham luyến, coi ngũ dục như năm con đường dẫn tới địa ngục vậy. Ngồi tĩnh tọa tham thiền, khi hỏa hầu tới mức thì sẽ có một loại định lực kim cương, khiến cho chúng ta không bị ngũ dục lay chuyển. Khi đó, tài chẳng ham, sắc chẳng ham, danh chẳng ham, ăn chẳng ham, ngủ chẳng ham, ngay trong mộng cũng không còn một ý niệm tham dục. Trong mộng mà tâm cũng thanh tịnh, đó mới là cảnh giới sẽ đạt tới. Rồi kế đó lại dấn bước thêm tu hành, hành giả sẽ đạt được cảnh giới không mộng để thành tựu quả thánh. Người ta trong lúc tỉnh còn làm chủ được mình, ngoại cảnh có thể đến dụ, nhưng lý trí kiên cường, định lực sung túc thì ngoại cảnh cũng không thể lay chuyển. Tuy nhiên, ở trong mộng thì không làm chủ được, thấy quỷ thì sợ quỷ, thấy hồ thì sợ hồ, thấy tiền tài ham tiền tài, thấy sắc ham sắc, tức là bị ngoại cảnh mê hoặc. Hoặc như trong mộng có thể làm chủ được, nhưng trong bệnh tật thì lại không được. Hoặc trong khi bệnh tật làm chủ được, đến khi chết lại làm chủ chẳng được. Muốn làm chủ khi sống cũng như khi chết, tất phải tham thiền. Dụng công như vậy, một phần công phu sẽ mang lại một phần thâu hoạch. 10 phần công phu sẽ còn 10 phần thâu hoạch. Có câu nói, ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, ai tu người ấy chứng, chẳng tu thì chẳng chứng. Giá trị tu hành phải dựa vào chính công phu chân thật của mình. Có như vậy thì mới đi lại tự do, tâm thể thanh thản. Bởi vì trong thế gian không hề có chuyện không công lao mà được thâu hoạch. Ha ha ha, 问什么的说呵。